Có mà gãy 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 gì nhỉ? Và bây giờ sẽ là những mạch cưa đầu tiên của khúc gỗ gõ đỏ này, dự kiến là sẽ rất đẹp luôn các bạn nhé. Wow! Các bạn ơi, sao cái máy của mình nó lại không nét được hơn nữa để cho các bạn xem nhỉ? Bây giờ mình sẽ đến gần nhá. Siêu vân luôn. Anh Quyền ơi, anh thắng khúc này 100% rồi. Quá đẹp luôn nhá. Này, chỉ này, chỉ này, vân chỉ này, cắm biển này. Đẹp tuyệt vời luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành lên vân cho nó đẹp hơn nữa cho bạn xem nhá. Cho xô nước bẩn quá. Đây, đẹp luôn. Nó có cái máy bơm của nó xịt luôn, phủ đâu ạ. Đây, các bạn ơi, siêu vân luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Ai muốn đặt đồ gỗ, gỗ gõ đỏ Ba Chi siêu cao cấp thì hãy liên hệ với anh Quyền đây các bạn nhé. Anh ấy bây giờ đã là chủ sở hữu của khu gỗ này rồi các bạn ạ. Còn nếu như ai muốn mua những cục gỗ gõ đỏ đẹp như thế này nữa thì liên hệ với cả anh Công đây nhá. Đấy. Còn mua cục này thì liên hệ anh Quyền, mua nhiều cục nữa thì liên hệ anh Công. Công Quyền. Công Quyền. Giới thiệu với các bạn còn một cục gỗ siêu vân đẹp hơn nữa ở ngoài trước cửa kia các bạn nhá. Kia. Nó có nu và có chun. Khúc đó thì vẫn chưa thuộc sở hữu của khách hàng nào mà vẫn đang ở kho của nhà anh Công các bạn nhé. Đó, hàng VIP luôn các bạn nhé, vẫn có nu có chun nhỉ, nu chun cực đẹp luôn các bạn nhỉ. Đó các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mở mặt gỗ thứ hai của hộp gỗ gõ đỏ Ba Chi, có nhiều sóng, nhiều chun, nhiều vân, siêu nhiều vân luôn, có thể nói là VIP luôn các bạn nhé. Bây giờ sẽ là mở mạch thứ hai các bạn nhé. Đây, bây giờ mình sẽ mở mặt thứ hai. Đây, mình tời cái tấm chiếu này lên các bạn xem nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ xem. Mở bát. Mở bát lần thứ hai. Ôi, đẹp xuất sắc. Siêu đẹp luôn. Xuất sắc luôn các bạn ơi. Anh trẻ thế này, tí nữa anh trẻ hết cái này luôn. Đây, xuất sắc luôn các bạn nhá. Xuất sắc nhất trong những cục gỗ gõ Ba Chi mà mình đã từng quay video cho các bạn xem. Nếu như mà hình ảnh thực tế nó sẽ hồng hơn, đẹp hơn, không giống như hình ảnh đã thông qua máy quay các bạn nhá. Và mình nhắc lại một lần nữa, để sở hữu được những cục gỗ gõ đỏ đẹp như thế này, bên sửa
nhà anh Công vẫn còn khoảng 4 đến 5 củ gỗ có đỏ đẹp như thế này. Còn để sở hữu những cái đồ nội thất từ cái củ gỗ gõ đang rẻ này thì các bạn hãy liên hệ với cả cái anh mà đang xoa tay vào cái củ gỗ này ấy. Đấy, bình thường ở nhà bảo xoa vợ cái không xoa đâu, nhưng đến đây gỗ đẹp thì cứ xoa liên tục. Đây các bạn nhá, rất là đẹp luôn, đẹp nhất trong những cái cục gỗ gõ đỏ mà mình đã từng xẻ luôn các bạn nhá. Các bạn ơi, đây là cái khúc gỗ gõ đỏ lúc nãy đã được nghiêng thêm một bề nữa các bạn nhá. Đây, nghiêng lên bề mặt này. Wow, chun nhìn như mắt con cáo luôn ý nhở, nhìn như đuôi công luôn ý này các bạn này. Ôi, đẹp hơn rất là nhiều luôn này, các bạn nhìn thấy không? Nó như đuôi công luôn. Nó như cái vân đuôi công luôn này. Đây gọi là vân bông à? Ồ, đẹp quá luôn ý các bạn ạ. Đây, vân bông đẹp cực luôn nha các bạn nhá. Như là cái đuôi công luôn ý. Không, thôi cháu thơ. Rộng bao nhiêu không? Rộng bao nhiêu anh Quyền? Mảnh đấy rộng được bao nhiêu? 68 à? Làm mặt bạn anh ăn đẹp đấy nhở? Đây các bạn ơi, cái hộp này đã xẻ được nhỏ phần còn lại như này nhá. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái mặt nó đã được nghiêng lên thêm một lần nữa. Cái này mà làm mặt ghế sofa thì đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Vuông thành sắc cạnh nạt cực kỳ luôn các bạn nhá. Cái này là mình chưa có dội nước lên nên là nó chưa có nổi vân nhiều như hồi sáng quay đâu. Đó, mình phải cắt ghép video để cho bạn nhìn rõ hơn. Đấy, đẹp không tì vết luôn các bạn nhá. Bộ ghế sofa mà lên từ cái khúc này thì quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau các bạn nhé.